Hello guys, welcome back. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series bài học cùng cô Thảo. Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong 8 units của chương trình học lớp 8. Và bây giờ đã đến lúc cô và các bạn chúng mình cùng nhau ôn tập lại toàn bộ kiến thức. Và cụ thể trong bài học này thì chúng ta sẽ được ôn tập lại kiến thức từ unit 5 đến unit 8. Đây là chương trình của học kỳ 2, đúng không? Ok, và trong phần ôn tập của chúng ta sẽ được thực hiện thông qua 3 bài final test. Và ngày hôm nay mình sẽ cùng nhau bắt đầu với bài final test đầu tiên. Hy vọng rằng là sau 3 bài test này thì các con sẽ có thể ôn tập lại, nhớ lại được những kiến thức trong học kỳ 2 của chúng mình. Nào, bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt đầu nhé. Are you ready? Let's get started. Trong bài final test đầu tiên của chúng mình thì sẽ gồm có 4 phần. Như mọi khi, mình sẽ có phần đầu tiên đó là về phần phát âm pronunciation. The second, part 2, the vocabulary and grammar. Part 3, reading, and the last is writing. 4 phần trong bài final test đầu tiên nhá. Nào, bây giờ mình sẽ cùng nhau xử lý phần đầu tiên, pronunciation. Phần thứ nhất, mình sẽ cùng nhau bắt đầu với dạng bài tìm từ có phát âm khác. Đầu tiên, mình sẽ có đáp án A, đọc như nào với cái âm, với cái chữ S này đấy lớp mình nhỉ? Mình sẽ đọc như nào nhỉ? Music, music, âm Z. Ok, next, B, design, design. Tiếp tục đó là âm gì nhỉ? Z. Tiếp theo, cô có từ đáp án C, thousand, thousand, âm Z. Chữ đáp án cuối cùng, cô có từ conserve, conserve. Conserve đây không còn là âm Z, mà nó là âm gì lớp mình nhỉ? Đó chính là âm S. Vậy, đáp án khác của chúng ta nó sẽ phải là đáp án G. Ok. Tiếp theo câu số 2, mình có từ đầu tiên đáp án A đọc như nào lớp mình nhỉ? Đó chính là machine, âm sh. B, character, character, âm k. C, Chicago, she. Mình có từ này là âm sh. Ok, Chicago, Chicago, ok. And the last, so easy, cô có từ champagne, champagne. Vậy, nhìn thấy ngay, đáp án khác của chúng ta là chính là đáp án nào ạ? Đáp án B, nó không phải đáp âm là âm sh, mà nó là âm k. Đó là gì ạ? Character, character, ok, easy. Tiếp theo câu số 3, tìm từ có trọng âm khác. A, SS, SS. B, guitar, guitar. Âm thứ mấy lớp mình nhỉ? Đáp án A, âm thứ nhất. Đáp án B, âm thứ hai, guitar. Đáp án C, gì ạ? Graphic, graphic. And D, effort, effort. Vậy, thấy ngay, đáp án khác của chúng ta chính là đáp án B. Ba đáp án A, C, D cho âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Chỉ có đáp án B là âm tiết thứ hai, guitar. Tiếp theo câu số 4, mình có từ thứ nhất ạ. Volunteer, âm thứ cuối cùng, âm thứ 3. Các con nhìn thấy từ nào kết thúc bằng đuôi E-E-R, trọng âm sẽ rơi vào chính nó. Volunteer. B, signature, signature, âm thứ nhất. C, cô có từ sociable, sociable, đáp án âm thứ nhất. And the last, habitat, habitat, âm thứ nhất. Vậy đáp án khác của chúng ta sẽ chính là đáp án A, rơi vào âm tiết thứ 3. Ok, easy. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với phần thú vị hơn, đó là về từ vựng and và ngữ pháp. Ok, nào trong phần từ vựng của chúng ta nào, xem là từ bài số 5 đến bài số 8 mình sẽ được ôn tập lại những nội dung gì. Bắt đầu với câu thứ 5. À, đây là phần điền giới từ. Với bài điền giới từ là cái phần nó siêu easy nếu như chúng ta nhớ một cái từ thôi, đó là từ protest. Từ protest sẽ thường đi với giới từ nào lớp mình nhỉ? Protest có nghĩa là chống lại. Nếu bạn nào mà thuộc công thức thì biết luôn, protest sẽ đi với từ about, chống lại về cái điều gì đấy. Ok, thì đôi khi chúng ta sẽ không cần phải đọc quá toàn bộ nội dung của cái câu này, nhưng mình vẫn có thể khoanh được đáp án rất là nhanh. Câu số 5 chính là C. Mình có một cụm đó là protest about. Bạn nào mà chưa nhớ thì có thể nhanh chóng giúp cô ghi cái từ này vào vở nhá. Ok, câu này nói về cái gì đấy ạ? Câu số 9, những nhà hoạt động và bảo vệ về quyền của con động vật ấy thì muốn chống lại những cái việc săn bắt con tê giác để lấy cái sừng ở trong các quốc gia
to a hat. Ok. Rồi tiếp theo câu số 6. Câu số 6 ở đây con nhìn thấy mình có từ access mình vừa học xong trong cái bài trọng âm của bài trọng âm vừa nãy đúng không? Ok, câu này có nghĩa là gì đấy ạ? Một cái dự án mới thì có mục đích đó là provide, cung cấp cho những người dân địa phương với cái việc access. Access được cái gì ạ? Tiếp cận đến những cái nguồn nước sạch, tiếp cận đến cái thực phẩm cũng như là nguồn nước sạch. Vậy bạn nào mà nhớ cấu trúc giới từ đi kèm với từ access thì biết luôn câu này quá easy luôn. Access sẽ luôn luôn đi với giới từ chịu. Ok, ghi nhớ câu cụm này nhá. Tiếp theo câu số 7. The movie comes a close with 78% of the vote. Cái bộ phim này thì nó comes đứng ở cái gì đấy với 78% số lượng vote. Ở đây cô có 4 đáp án. A. Second. Second ngoài mang nghĩa là đứng ở vị trí second là the first, the second thì có nghĩa là đứng ở nó có nghĩa là thứ hai đúng không? Tuy nhiên trong trường hợp này khi mà con nhìn thấy ở đây 4 đáp án nó không phải là đứng ở cái vị trí nào mà đây là đang theo về chiều nghĩa nói về thời gian đúng không? Ví dụ second nghĩa thứ hai. Còn nó có hai nghĩa đúng không? Thì nghĩa thứ hai của từ second mang nghĩa là gì lớp mình nhỉ? Đó chính là giây đúng không? Second là giây, minutes là phút, hour là giờ, còn lớn hơn là day. Thì đố các bạn biết trong trường hợp này, câu này sẽ hơi, bạn nào mà chưa gặp thì có thể sẽ hơi khó một xíu. Nhưng cô gợi bật mí với lớp mình nhé. Cô sẽ đọc câu này bằng tiếng Việt, sau đó chúng ta sẽ đoán cho cô xem là vậy từ nào có thể suy luận hợp lý nhất. Cái bộ phim này thì nó sẽ đứng ở cái vị trí thứ hai, tức là nó suýt nữa thì nó giành được vị trí thứ nhất ấy, với 78% số phiếu. Vậy đáp án này của chúng ta nó sẽ phải là đáp án nào ạ? Câu này đó chính là đáp án A đúng không? Câu này mình có một cụm nhá, comes a close second, tức là gần giành được chiến thắng, tức là chỉ còn có vài giây nữa thôi, vài tích tắc vòng một cái phần rất là nhỏ nữa thôi là mình có thể đạt được chiến thắng. Thì đấy là một cụm từ nhá, đây là một cụm từ nó sẽ luôn luôn đi với nhau, đó là come a close second. Ok, rồi tiếp theo câu số 6. Đây là một cái gì đấy, cái mà tiết lộ về cái bộ phim được yêu thích ở của nước Mỹ vào năm 2022. A. Đây là một vấn đề. B. Đây là một cái phần review và đánh giá. C. Đây là một lý do. Hay D. Đây là một cái bản khảo sát tiết lộ ra cái bộ phim được yêu thích nhất. Chắc chắn là phải là gì ạ? Một bản khảo sát. Phải khảo sát thì mình biết được đâu là bộ phim được yêu thích nhất mà đúng không? Vậy câu này hợp lý nhất đó chính là nghĩa của từ survey. Câu thứ 9. One day, vào một ngày thì Mario đã lấy cái gì đấy, một lượng rất là lớn, cái gì đấy ạ, cái nấm, mushrooms, và leo lên đỉnh của cái cây, nơi mà anh ấy đã bị, gọi là gì đấy, đã mắc kẹt bởi một cái lightning storm, tức là một cái cơn sấm chớp đúng không, cơn bão mà có sấm chớp ấy. Vậy theo các bạn đây mình có từ dose này, có nghĩa là một dose là hàng tá, tức là một lượng lớn ấy. Dose of magic mushroom. Vậy cô gợi ý câu này mình sẽ cần điền một tính từ gì vào trong cái cụm này để nó mang nghĩa là một lượng lớn? A. Confident, tự tin. B. Heroic, bình thường mình có từ hero là gì nhỉ, anh hùng đúng không? Heroic có phải nó có liên quan gì đến anh hùng không? Mình tạm thời để đây nhá. C, mình có tự đáp án gì đấy ạ? Sympathetic, liên quan đến sự chia sẻ cảm thông đúng không? And D, generous, là sự hào phóng. Ủa, thế tóm lại câu này mình điền đáp án gì cho hợp lý đấy lớp mình nhỉ? Dose. Ok, nếu như bạn nào có những cái nghĩa mà cô vừa từ cho các bạn thì có vẻ các bạn đều biết rồi đúng không? Thế nhưng hôm nay cô bật mí với lớp mình thêm một nghĩa thứ hai của từ heroic. Bên cạnh nghĩa là anh hùng, những cái gì liên quan đến sự dũng cảm đúng không, thì nó còn mang một nghĩa nữa bằng với từ very very large, tức là sao, tức là rất là nhiều, rất là lớn. Vậy trong trường hợp này mình sẽ có thể điền ra câu cụm từ đó là heroic dose, tức là nói về một lượng rất lớn, có các cái nấm. Ok, vậy một nghĩa khác của từ heroic bạn nào chưa nhớ thì ghi vào giúp cô cụm từ này nhé. Ok, tiếp theo mình đến với câu số 10.
một động từ nào sẽ là phù hợp trong cái câu này đấy ạ? Lois R. May and Cotes, cái cuốn tiểu thuyết vào thế kỷ 19 có tên là Little Women, Little Women, những người phụ nữ nhỏ bé thì đã được như thế nào đấy sang gọi là chuyển sang sân khấu cũng như là trên điện ảnh nhiều lần. À, từ một cái cuốn truyện, một cuốn sách mà nó được chuyển sang, được chuyển thể thành các bộ phim hay là được biểu diễn trên sân khấu thì mình có một động từ gì mang nghĩa là chuyển thể lớp mình nhỉ? Các con còn nhớ bài học về books hay không? Đó chính là từ adapted. Ok, có nghĩa là được chuyển thể. Tiếp theo câu số 11. Vào cuối cái this festival of a special festival, một cái lễ hội đặc biệt này, thì bạn sẽ có thể ăn được những cuốn sách, cái mà display, cái mà được trưng bày ở đó. Không có gì quá bất ngờ cả. Đó là những cuốn sách có thể ăn được. Vậy từ nào có nghĩa là có thể ăn được lớp mình nhỉ? Đó chính là từ edible, đáp án C. Easy. Câu số 12. À, đây là một cụm này. Cái gì đấy? It says that supermarkets rejects selling ugly fruit and vegetables. Siêu thị thì đang gọi là loại bỏ việc từ chối việc bán những cái rau củ mà nó xấu. Cái cụm cái gì đấy says that, người ta, đúng không? Đây là một dạng câu bị động với chủ ngữ giả. Đó là chủ ngữ gì đấy mình nhỉ? Đó chính là it. It is said that, các con hiểu, đó là người ta nói rằng. Đấy là dạng bị động. Còn dạng chủ động thì mình có thể nói là gì đấy? They say hoặc là they say that, kiểu như vậy. Ok. Còn đây là dạng bị động thì mình sẽ dùng nó là it is said that. Tiếp theo câu số 13. Đừng để cho David ở nhà một mình khi mà không có ai ở nhà. Chồng của tôi đã nói như vậy. Ok, đây là một câu trực tiếp. Chúng ta sẽ chuyển nó sang câu gián tiếp. Thì với câu gián tiếp các con thấy câu nào mà có xuất hiện động từ ở dạng hiện tại thì hiện tại con loại luôn cho cô nhá. Bởi vì câu gốc của chúng ta đã ở hiện tại rồi đúng không? Thì khi mà mình chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp, các con sẽ phải làm một hành động. Thứ nhất đó là gì? Phải lùi thì. Vậy nên đáp án A và đáp án C loại luôn bởi vì nó là thì hiện tại. Ok, chỉ có đáp án B và D thôi. Thì con nhìn nhanh, có bao giờ khi mà mình nói dạng phủ định đó là mình nói dùng là từ to not không? Không nhỉ. Khi mình muốn nói dạng phủ định tức là chồng của tôi đã nói với tôi là đừng để cho David ở nhà một mình, thì mình sẽ có một cụm đó là tell me not to, chứ không phải là said to me to not. Cái từ phủ định not nó sẽ phải đứng trước từ to. Thì ghi nhớ cho cô cái cụm từ này. Ok, vậy đáp án câu này của chúng ta sẽ phải đáp án D. Làm rất là nhanh bài này thôi. Ok, tiếp theo câu số 14. À, bây giờ mình xem một tình huống thực tế, xem mình điền một từ gì, một cái câu trả lời gì của Jeremy để cho nó phù hợp với câu nói của bạn Iron nhé. Bạn nói gì đấy ạ? There's a lot of food waste in buffets. Có rất là nhiều đồ ăn lãng phí ở trong cái quầy buffet kia đúng không? Jenny trả lời như thế nào đấy ạ? Tôi nghĩ rằng là mọi người nên hỗ trợ nó. Không hợp lý đúng không? B. Chúng ta cần tìm một cái cách gì để có thể giải quyết được nó. C. Let's have more parties. Nào có thêm nhiều những bữa tiệc hơn thôi. Hay D. Tôi hy vọng rằng là bạn sẽ có thể tolerate, tức là bạn có thể chịu đựng được nó. Vậy từ nào nó hợp lý nhỉ? Có rất là nhiều những cái sự lãng phí đồ ăn ở trên cái quầy buffet. Vậy thì tức là sao? Chúng ta cần phải tìm cách để có thể giải quyết được nó. Hợp lý nhất đúng không? Ok, vậy đáp án câu này sẽ phải là B. Alright. Bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với một câu tiếp theo. Nhìn hình để đoán. Đây, với cái hình này, cái biển báo này, nó đang nói về điều gì? Nào, cô gợi ý nhé. Đây là hình này. Bạn ấy đang ngồi ở trên một cái, có thể làm cái ghế, đúng không? Ở đây là hình một em bé đang ngồi, đang được bế ngược lại. Các con nhìn thấy không? Bình thường mình ngồi theo đúng cái chiều ghế sẽ là ngồi như thế này, đúng không? Đầu ở đây và thân thoải ra ngoài như này. Thế nhưng trong trường hợp này đó là việc mình không được phép, không nên bế em bé ngược lại. Ok, bởi vì có thể rất dễ xảy ra những trường hợp như là gì nhỉ? Mình đang di chuyển thì có phanh gấp này thì khiến cho em bé có thể dễ bị ngã. Thì đây là cái sự miêu tả của cái bức hình này. Bây giờ mình đối chiếu sang. Vậy thì theo các con, đâu sẽ là câu để minh họa cho cái điều đó? A. Fasten your seatbelt, tức là luôn luôn thắt dây an toàn. No,
đây là một cái biển báo mà có cái ký hiệu cấm, đúng không? Tức là không được phép làm gì đấy. Thì đáp án A loạn. B, đừng di chuyển ra khỏi xe ô tô. Cũng không hợp lý lắm so với hình này, đúng không? C, hãy nhảy ra khỏi ô tô nếu như mà cái túi khí nó không được bật, nó không được mở. Ok, hay đáp án D đó là đừng bao giờ đặt đứa trẻ ngồi ngược lại. Ok, vậy đáp án nào hợp lý nhỉ? Đó chính là đáp án D, đúng không? Ok, easy. Tiếp theo, câu số 16. Phần này sẽ không còn là nhìn vào biển báo nữa, mà nó nhìn vào một cái bản thông báo. Ok, bản thông báo này thì sẽ nói về điều gì? Cái message này thì nói về điều gì? Nào, mình sẽ cùng xem. À, đây là một cái message được tại ở đâu đấy ạ? Tại Angkor Theatre Center, tại khu rạp hát Angkor, đúng không? Cái biển báo này nói về cái gì? À, đầu tiên nói về cái thời gian sẽ được mở vào Saturday, vào thứ bảy và chủ nhật, khung giờ này, ngày 22 tháng 6, và chủ nhật sẽ là ngày 23 tháng 6. Ok. Và sẽ có hai bộ phim diễn ra ở trong cái khung giờ này. Thứ nhất đó là bộ phim The Last Man được chiếu tại rạp Large Theater. Còn rạp Small Theater thì có một bộ phim tên là Storm. Và khung giờ của hai bộ phim này đó là vào thứ bảy thì sẽ chiếu từ 2 giờ đến 5 giờ và chủ nhật chiếu chiếu từ 11 giờ sáng cho đến 1 giờ chiều. Ok, và giá vé phần bên dưới, giá vé dành cho người lớn sẽ là 10 pound, còn sẽ học sinh sẽ là 6 pound. Alright. Và đây là một cái phần tin nhắn của hai bạn. Ok, và một bạn tên là gì đấy ạ? Một bạn gửi cho Sarika, đúng không? Bạn ấy nói gì? Dear Sarika, thân gửi Sarika này. Do you know, bạn có biết đến my cousin, bạn biết đến anh chị em họ của tôi, bạn có biết đến em họ của tôi không? Cô ấy vừa bắt đầu đi học tại trường đại học của chúng ta. Và cô ấy muốn gì đấy ạ? Cô ấy muốn đi đến cái theater, đi đến cái nhà hát cùng với chúng mình. Và nhưng mà cả hai ngày thì cũng đều ổn. Both days are fine. Cả hai ngày thì đều ổn. Nhưng tôi muốn đi vào buổi sáng. Tôi nghe nói rằng cái chương trình ở cái bộ phim The Last Man thì gì đây? It's boring, so perhaps we should see the other play. Tôi nghĩ rằng là cái vở kịch Last Man thì nó rất là boring, vì vậy mà có lẽ chúng ta sẽ nên see the other play, tức là mình sẽ đi xem những cái bộ phim, xem cái vở kịch còn lại. The other play tức là xem vở kịch còn lại. Tức là đi xem cái gì nhỉ? Đi xem The Storm, đúng không? Ok. Và câu cuối cùng, thanks for booking this. Cảm ơn bạn vì cái việc đó là đã book cái bộ phim này. Ok. Được rồi, đây là thông tin mà cô đã vừa giúp các bạn tìm hiểu trong cái bản thông báo này. Bây giờ mình sẽ cùng xem. Vậy thì đâu là cái điều mà họ nói trong thông qua bản này nhé? A. Sarika sẽ bắt đầu công việc ở trường đại học. Có phải như vậy không ạ? Bạn này là bạn bắt đầu gì đấy ạ? Bắt đầu học, đúng không? Và nó cũng không phải là cái message, cái thông điệp mà thông qua cái bản này, cái bức thư này bạn ấy muốn nói đến. Đáp án A loạn. Đáp án B, Sarika và bạn của cô ấy muốn xem cái The Last Man. No. Bạn ấy vừa nói rằng là bạn ấy thấy rằng là cái The Last Man nó rất là boring. Vậy đáp án B loạn. Đáp án C, bạn của Sarika thì muốn đi vào cuối tuần. Không có thông tin nào cô ấy nói về điều đấy. Ok, đáp án The Last. Bạn của Sarika thì gợi ý rằng là nên thay đổi cái the play. À, có phải như vậy không ạ? Và bạn ấy có nói một câu đó là gì đấy? Bạn ấy thấy cái bore, cái The Last Man rất là boring, thế nên là bạn ấy muốn xem the other play, xem cái khác. Thế không phải là bạn ấy muốn thay đổi cái the play không? Có, đúng không? Ok, vậy đáp án này của chúng ta sẽ phải là D. Ok, easy. Rồi, bây giờ mình tổng kết lại một xíu trong phần vocabulary and grammar. Cô có một vài từ mà cô nghĩ rằng là một số bạn sẽ chưa nhớ lắm, mà cô tin rằng là nó rất là quan trọng, và có thể biết đâu một ngày nào đó nó xuất hiện trong một bài test hay là một lần mà chúng ta gặp gỡ ở trong thực tế. Ok, vậy đầu tiên mình check lại một chút nhá. Cô có từ come a close second, đúng không? Các bạn có thể nhớ lại cho cô mà không cần nhìn sách. Cụm này có nghĩa là gì lớp nhỉ? Đó chính là đứng ở vị trí thứ hai, tức là sao? Tức là gần giành được chiến thắng rồi. Ok, đứng ở vị trí thứ hai. Rồi, tiếp theo cô có từ thứ hai, heroic. Heroic có nghĩa là gì nhỉ? À, có nghĩa là người anh hùng. Nhưng trong trường hợp này mình muốn nghĩa khác bằng cái từ very large hoặc là từ great, rất là lớn. Ok, the last, cô có từ protest.
protest cộng với giới từ about sẽ mang nghĩa là gì nhỉ? Chống lại một cái gì đấy. Ok, easy. Rồi, tranh thủ take note nếu như các con chưa nhớ phần này nhé. Để bây giờ mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần reading. Ok, trong phần reading của chúng ta ngày hôm nay sẽ được tìm hiểu về một bài đọc khá là hay. Và như thông lệ thì với bài đọc này thì của chúng ta cũng sẽ gồm có hai phần. Thứ nhất đó là dạng bài true false. Thứ hai đó là dạng bài trả lời câu hỏi. Thì bây giờ cách thức làm cô nghĩ rằng lớp mình đã quá là quen thuộc rồi đúng không? Bây giờ bước đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau có thể chụp lại cho cô cái bài này. Ok các bạn, chụp lại cho cô bài này nhé. Sau đó thì bây giờ mình sẽ quay trở lại phần bài đọc. Nào, ok. Quay trở lại phần câu hỏi. Thế giờ nhiệm vụ của chúng ta đó là gì ạ? Cách thức cô hướng dẫn với lớp mình đối với cách làm bài reading rồi. Đó là mình sẽ không đọc nội dung bài reading đầu tiên, không đọc hết nó. Mà phải làm sao nhỉ? Đọc câu hỏi trước, gạch chân keywords. Ok, bây giờ mình sẽ cùng nhau thử làm câu số 17 trước nhá. Câu này thì chúng ta sẽ, nhiệm vụ đó là đọc và gạch chân cho cô keywords. Cái idea, cái ý tưởng của cái dự án Constructing Traffic Culture, xây dựng văn hóa giao thông, thì đến từ trung ương gì đấy ạ? The Central Committee of Ho Chi Minh City Communist Youth Union, trung ương Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh đúng không? Ok, ở trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thì ok, với cái cụm từ này các con sẽ tìm thấy ngay mình có keywords của chúng ta, đó là chính là từ Constructing Traffic Culture, tên cái dự án này. Ok, hoặc có thể là cho cô tìm thêm cho cô keywords của cái cụm từ này. Vậy thì các con sẽ nhìn thấy ngay thông tin ở cái đoạn đầu. Thấy tên dự án đây chưa ạ? Và các con đọc cái câu bằng trước thấy ngay liệu đây có phải cái dự án này có phải đến từ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh không? Hay là đến từ một nhóm học sinh khác? Nào, bây giờ mình sẽ cùng nhau đọc đoạn đầu tiên của chúng ta xem nói về cái gì nhé. Youth are the driving force of a nation. Thanh thiếu niên hay là giới trẻ đúng không? Giới trẻ là một nguồn động lực rất là lớn của đất nước, được biết đến như là một thành phố worth living and visiting, là một thành phố rất là đáng sống và đáng đến thăm tại Việt Nam. Đà Nẵng đã rất là thành công trong việc thu hút những cư dân trẻ và đầy năng động, dynamic, vào trong sự phát triển về thành phố. A students group, một nhóm học sinh đến từ trường Đại học Đà Nẵng đã nảy ra một ý tưởng hay là nghĩ ra một cái dự án về việc xây dựng văn hóa giao thông tại thành phố của những cây cầu này. Ok, đến đây thông tin các con đã quá rõ câu trả lời của câu 17 rồi đúng không? Không phải là để cái ý tưởng này đến từ the Central Committee mà phải đến từ đâu ạ? Đến từ một nhóm học sinh của trường Đại học Đà Nẵng. Vậy đáp án câu số 17 của cô sẽ phải là false. Rồi ok, đến đây là quá dễ rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ xem tiếp một cái đoạn bên dưới xem nó nói về cái gì đã nhá. Trước khi mình đến với câu 18, đọc tiếp này. Awarded among the top 10 Vietnam's volunteer projects, được trao tặng là nằm trong số top 10 những cái dự án gọi là tình nhỉ, tình nguyện của Việt Nam bởi Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vào năm 2020. Thì cái dự án này đã aims to, tức là nó hướng đến cái mục tiêu đó là raise public awareness, nâng cao ý thức của mọi người về việc về văn hóa, về luật giao thông, cũng như là thay đổi những cái behaviors, thay đổi cái hành vi của những người trẻ và thay đổi hành vi của cả cộng đồng. Đồng thời cũng sẽ tạo ra được một cái môi trường traffic environment, tức là môi trường giao thông như thế nào đấy ạ? Môi trường giao thông rất là safe, an toàn, civilized, văn minh và một môi trường giao thông rất là friendly, thân thiện. Ok, tạm thời đến đây. Thì câu mà cô vừa dịch cho các bạn ấy, nó chính là, nhìn thấy ngay, là câu số 19. Nhưng mà lát nữa mình sẽ làm câu số 19, bây giờ mình sẽ làm cho câu số 17, 18 trước đã nhá. Câu số 18 nói về cái gì đấy ạ? Cái sự hỗ trợ của các bạn volunteer, của nhóm tình nguyện trong việc hướng dẫn khách du lịch ở trên, về road traffic, ở trên đường giao thông, thì là một cái phần quan trọng nhất của cái dự án này. Thông tin. Bây giờ các con sẽ nhìn thấy mình sẽ có một cụm những cái keywords, đó là gì đấy ạ? Sự hỗ trợ của volunteer này, guiding tourists, the most important part of the project, quan trọng nhất của dự án. Ok,
Nào, con sẽ nhìn thấy ngay thông tin nó nằm ngay sau cái đoạn mà cô vừa vừa dịch cho lớp mình. Sau khi mình nói về cái mục đích của cái dự án này rồi thì mình sẽ nói thêm là cái đặc điểm chính của dự án này nó là gì. Ok, the highlights of the project. Cái đặc điểm chính của dự án này đó là cái sự đồng hành, companionship, sự đồng hành của những người khách du lịch với các bạn học sinh tình nguyện. Họ, các bạn học sinh tình nguyện này sẽ hướng dẫn cho khách du lịch ở trên road traffic về giao thông ở Việt Nam này, tại các cái nút giao chính, major intersections. Đây là nút giao chính trong suốt cái lúc thời gian, thời điểm gì đó, lúc mà giờ cao điểm. Và đồng thời trả lời những câu hỏi của họ về trả lời câu hỏi về traffic trong suốt cái thời gian mà họ sống ở Việt Nam. Vậy thông tin này là có nhắc đến trong bài không ạ? Có đúng không? Ok, vậy đáp án của chúng ta câu số 18 sẽ là true. Tiếp theo câu số 19 ạ. Mục đích của cái dự án này đó là mục đích của cái dự án xây dựng văn hóa giao thông đó là để impress, đã để gây ấn tượng với khách nước ngoài với một cái tinh thần đó là gì đấy, warm hospitality, có nghĩa là cùng với một cái sự hiếu khách, với lòng hiếu khách. Ok, thông tin này các con sẽ đọc ngay ở đoạn bên dưới sẽ thấy ngay. Đây, lúc mà mình nói đoạn mình nói về cái aims to đúng không? Mục đích của cái dự án này đó là để làm gì ạ? Nhắc lại một lần nữa với lớp mình nhá. Thứ nhất đó là để nâng cao, raise public awareness, nâng cao về cái nhận thức của cộng đồng này về luật giao thông, thay đổi hành vi của người trẻ và cộng đồng, cũng như là tạo ra một cái môi trường giao thông rất là thân thiện, văn minh và an toàn. Có nội dung nào nhắc đến về cái mục đích của cái dự án này nó là gây ấn tượng với người nước ngoài không ạ? Thực ra đoạn bên dưới các con sẽ nhìn thấy cũng sẽ có, đúng không? Đó là gì đấy ạ? Nhưng một kết quả thì là kết quả là không chỉ các hoạt động này thành công trong việc đó là gây dựng raise public awareness, là nâng cao nhận thức của cộng đồng về văn hóa giao thông, mà nó còn thúc đẩy further promote, thúc đẩy cái văn hóa hình ảnh của Việt Nam, cũng như là tạo được một cái ấn tượng tốt về cái sự hiếu khách đối với ngành du lịch, đối với khách nước ngoài. Ok, vậy thì đây mình nói với việc đó là cái mục đích của cái dự án này đó là để gây ấn tượng với khách nước ngoài thì đã đủ chưa là cả lớp? Đủ chưa? Nó có nhưng mà nó chưa đủ, đúng không? Thế nên là câu này mình sẽ trả đáp án cho cô đó là false, nó chưa đúng lắm. Ok, còn nếu mà nó là true thì nó bao gồm cả cái thông tin ở phía đằng trên này nữa. Đây mới là cái mục đích chính của cái dự án này. Ok, rồi tiếp theo câu số 20. Mom, we're always with you. Mẹ, chúng con luôn ở bên cạnh. Cái dự án này thì đã thể hiện được cái gì đấy, thái độ biết, thể hiện cái sự biết ơn của những bạn trẻ ở Đà Nẵng. Nào, bây giờ mình sẽ nhìn cho cô cái thông tin liên quan đến cái dự án này, nó nằm ở đoạn cuối cùng, đúng không? Ok, thấy ngay. Một cái dự án khác, cộng đồng khác đầy ý nghĩa, đó chính là có tên là Mom, We Are Always With You. In such gratitude movement, cái phong trào thể hiện cái sự biết ơn. Trong cái phong trào thể hiện sự biết ơn này thì đó là những cái nhóm thanh niên đã pay visits, đã đến thăm những người Vietnamese heroic mothers, là thăm ai nhỉ? Những người mẹ Việt Nam anh hùng ở trong thành phố. Đồng thời họ sẽ làm gì đấy ạ? Họ dọn dẹp nhà cửa của những người mẹ này này. Offering incense, tức là mang đến, mang hoa quả, đúng không? Mang fruits, mang hoa quả cũng như là hương đến bàn thờ của những liệt sĩ. Cho đến bây giờ thì 98 các bà mẹ vẫn được quan tâm cũng như là được đối xử cùng với một cái sự biết ơn, được đối xử rất là ân cần. Cái hoạt động này đã educate, đã giáo dục cho những giới thế hệ trẻ của thành phố về một cái văn hóa của người Việt Nam, đó chính là gratitude is the sign of noble souls. Nói về điều gì đấy ạ? Đó là cái lòng biết ơn là một cái sign, tức là một cái tín hiệu của một cái linh hồn đầy noble, tức là một đầy trong sáng, đầy thanh cao. Ok? Ok, vậy thì ở đây, theo các bạn, câu này, cái dự án này nói về việc thể hiện cái thái độ, thể hiện cái sự kính trọng của người dân, của những bạn trẻ Đà Nẵng là đúng hay sai cả lớp? Chính là gì? Chính xác, đúng không? Ok, câu thông tin nằm ngay đoạn câu cuối cùng. Vậy đáp án câu số 20 sẽ phải là
A. Ok, tiếp theo, đến câu số 21. Đâu sẽ là best title for the passage? Thế các bạn, đâu sẽ là cái tên cho cái dự án này ạ? À, cho cái passage này. A. Youth Projects, dự án trẻ, các dự án trẻ. B. Thành phố của những cây cầu. C. Luật giao thông. Hay D. Ngành du lịch ở Đà Nẵng. Ui giời, câu này quá dễ luôn, đáp án của mình sẽ phải là gì? A. Đang nói về các dự án của giới trẻ mà. Ok. And the last. Điều gì không được nhắc đến như là một cái hoạt động thể hiện, hoạt động trong cái phong trào thể hiện lòng biết ơn? A. Đến thăm các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Có. B. Thực hiện các công việc nhà cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Có, đúng không? C. Chuẩn bị các offerings, tức là cái đồ hương hay là đồ cúng ấy, đúng không? Cho ban thờ của thương binh liệt sĩ. Có, đúng không? And the last. Thúc đẩy cái hình ảnh văn hóa của Việt Nam. Trong bài có nhắc đến thông tin này không nhỉ? Có nhắc đến thông tin này, nhưng không nằm trong cái phong trào thể hiện sự biết ơn. Ok, vậy đáp án câu này của chúng ta là phải là gì? D. Easy. Ok, rồi. Mình sẽ note lại cho cô một vài những từ hay ho ở trong bài của chúng ta. Đầu tiên, cô có từ thứ nhất, driving force of nation. Đây là một cụm từ mang nghĩa là gì đấy? Nguồn động lực của quốc gia. Trong bài, ai là nguồn, gọi là gì nhỉ? Thế hệ nào được gọi là nguồn động lực của quốc gia? Trong bài họ đã đến nhỉ? Thế hệ nào lớp mình nhỉ? Đó chính là giới trẻ, đúng không? Young generation. Tiếp theo, B. Cô có một cụm từ khá là dài, có tên là gì đấy ạ? Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Central Committee of Hồ Chí Minh, Communist Youth Union. Câu thứ 3, Major Intersections. Vừa nói với lớp mình xong, có nghĩa là gì? Để nói về những nút giao thông chính. D. Rush Hour. Rush Hour. Từ này các bạn lưu ý đừng phát âm sai nhé. Nó là hour. Được, có nghĩa là gì? Giờ cao điểm. Tiếp theo, Gratitude Movement là phong trào biết ơn. And the last, Noble Souls, tức là nói về những cái tâm hồn cao quý. Ok, easy. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần thứ hai, bài đọc số 2 trong phần reading. Một bài đọc liên quan đến chủ đề về books and films. Và bài đọc này thì sẽ chúng ta thực hiện với nhiệm vụ đó là tìm hoặc là hoàn thiện bài đọc với những cái từ mà đang bị miss ở đây. Ok, và tất nhiên cô sẽ cho các bạn sẵn 4 đáp án. Nhiệm vụ của chúng ta là chỉ là lựa chọn thôi. Nào bây giờ một bài đọc nói về một nhân vật có tên là James Cameron. Ok, nào bây giờ bài này xem nói về cái gì nhá. When it comes to 3D films, filming technology, khi mà nói đến công nghệ phim 3D thì nó sẽ là một cái mistake, là một cái sự gọi là cái thiếu sót, đúng không? Nếu như mà cái tên James Cameron went gì đấy, unmentioned, tức là nó sẽ là một cái thiếu sót nếu như cái nhân vật này, cái tên này không được mention đến, không được nhắc đến. Ông ấy nổi tiếng như là một đạo diễn đã giành được giải Oscar với cái gì đấy massive, với một cái hit, tức là những cái bản gọi là những cái bản hot với cả lớp, một cái bản, tức là những cái bộ phim mà nó rất là nổi tiếng, rất là hot. Vậy thì ở đây mình đã có một đến những cái từ gì massive, cái gì đấy hits, người được biết đến, một cái đạo diễn được biết đến với rất là nhiều những cái bản gì đấy rất là khổng lồ. A. Instant. B. Box office. C. Best selling. And D. Record breaking. Đáp án nào nhỉ? Gợi ý nhá. Ông ấy đã giành ông cùng với những cái bản sáng tạo thêm những cái bộ phim nhá, những cái bộ phim mà có lượng vé ở trong phòng bán kìa, có một cái lượng bán vé bán ra ấy rất là massive. Ok, đó thì ý là muốn nói về đó là ông ấy rất là nổi tiếng và đã tạo những cái bộ phim rất là hay, bán ra rất nhiều vé đó. Vậy thì đố gọi biết từ nào mang nghĩa là phòng vé, từ nào mang nghĩa là kiểu nói về việc đó là những cái bộ phim bán được nhiều vé, đó chính là cụm từ box office. Ok, thì đây là một cụm từ luôn, cả lớp mình có thể take note vào bởi cho cô nhé. Đó là massive box office hits. Đó là gì nhỉ? Những bộ phim được bán rất nhiều vé. Ok. Còn là cái từ best selling là gì nhỉ? Được bán chạy, đúng không? Tiếp theo, recording breaking là gì? Phá vỡ kỷ lục. Thì không hợp lý lắm.
Đáp án này là đúng nhất bởi vì đằng trước nó có từ massive. Ok. Tiếp theo. Ông ấy đã dành cả một cái quãng childhood, tức là cái khoảng thời gian thời còn trẻ, childhood là gì nhỉ? Thời còn trẻ đúng không? Ông ấy đã dành cả quãng thời gian thời còn trẻ của mình tại Canada. Nó mãi cho đến khi ông ấy 17 tuổi. Một cụm. It was not until. Một cụm từ mang nghĩa là gì nhỉ? Mãi cho đến khi ông ấy 17 tuổi thì ông ấy mới chuyển đến US, chuyển đến Mỹ. Và ông ấy đã làm gì đấy với cái bộ phim, với một cái công việc làm phim rất là chuyên nghiệp đầu tiên, như là một đạo diễn hình ảnh, một người gì đấy ạ, miniature set builder, là một người xây dựng những cái cảnh quay nó rất là nhỏ đúng không, và là một người quan sát những cái quá trình của cái dự án vào năm 1980. Ở đây cũng có một động từ đúng không, ông ấy đã làm cái gì đấy với một cái bộ phim đầu tiên của mình, với một cái nhiệm vụ, với công việc làm phim rất là chuyên nghiệp đầu tiên của mình, đó chính là có từ land. Ok. Các bạn hiểu cái từ land này ngoài mang nghĩa là danh từ, mang nghĩa là gì ạ? Mặt đất đúng không? Động từ thì có thể mang nghĩa là các bạn hay thấy là gì? Máy bay nó land ạ, nó hạ cánh hoặc là chạm đến mặt đất thì cũng được. Nhưng một nghĩa khác của cái từ land nhé, nó sẽ gần bằng với từ achieve. Có bằng với từ have ấy cả lớp. Có đạt được một cái gì đấy ấy. Ok? Thì câu này có nghĩa là ông ấy đã có được một công việc rất là chuyên nghiệp như là một đạo diễn hình ảnh, đạo diễn nghệ thuật. Đó, thì đây là cái từ land ở đây, mình sẽ hiểu một nghĩa khác của nó. Nó gần bằng với từ đạt được. Ok, rồi. Tiếp theo, câu số 26. What made him first take? Cái điều mà làm cho anh ấy có thể như thế nào đấy, cái giải thưởng Academy này, đó chính là cái bộ phim Titanic. Vậy đúng các bạn biết, từ nào sẽ hợp lý trong trường hợp này? Take gì đấy ạ? Take cup, take back, take view hay là take home? Đó chính là gì? Take home, một cụm từ take home có nghĩa là gì? Mang về. Ok, tức là cái điều mà giúp anh ấy có thể mang về được cái giải thưởng này, đó chính là Titanic. Đây là một sử thi, gì đây ạ? Romance, epic, tức là một cái sử thi lãng mạn về hai người yêu nhau, hai người trẻ yêu nhau từ cái gì đấy khác nhau trên xã hội ạ. Cô có từ social class, tức là nói về những cái tầng lớp xã hội khác nhau. Different social classes, tầng lớp xã hội. Những người mà đã met on the famous ship, gặp nhau ở trên một con thuyền rất là nổi tiếng. Ok, 12 năm sau, 12 years later, 12 năm sau thì Cameron đã có được một cái gì đấy cùng với cái bộ phim đó là Avatar. Có được một cái gì đấy ạ? Sự comeback, có một sự quay trở lại đúng không? 12 năm sau thì ông ấy đã có sự quay trở lại với bộ phim Avatar, được sản xuất theo dạng là phim 3D. Và bây giờ thì ông ấy là một trong những director, một người đạo diễn được most sought after, tức là được săn đón nhiều nhất tại Hollywood. Ok, một bài khá là hay về nhân vật Cameron đúng không? Vậy chúng ta sẽ cùng nhau check lại một vài từ hay ho trong bài đọc vừa rồi nhé. Mình có từ massive box office hits, là nói về những bộ phim, những tác phẩm mà gì có doanh thu khổng lồ. Tức là sao? Tức là mình bán được nhiều vé đấy. Bán được nhiều vé hay là gọi là có doanh thu khổng lồ. Bản thân cái từ box office này mang nghĩa là gì? Phòng bán vé. Ok. Tiếp theo mình có từ thứ hai, từ land. Từ land một nghĩa khác của nó nhé, mang nghĩa là gì đấy ạ? Có được hoặc là đạt được một cái điều gì đấy. Và cụ thể mình đạt được một cái điều gì đấy, nhưng mà mình sẽ phải trải qua nó theo một cách như nào đấy ạ? Nó không hề dễ dàng gì cả. Ok. Tiếp theo. Câu từ thứ ba, take home. Nó là gì nhỉ? Mang về. Home là nhà mà, take home là mang về. Câu thứ tư, romance epic, có nghĩa là gì nhỉ? Sử thi lãng mạn. And the last, đó là từ gì ạ? Được săn đón. Sought after. Ok, easy. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo, phần cuối cùng, writing. Trong phần writing này, mình sẽ bắt đầu với dạng bài chia dạng đúng của từ, easy thôi. Nào, bây giờ mình sẽ cùng đến câu đầu tiên nhá. Mình đã có từ cinema, có nghĩa là gì? Dạp chiếu phim à? Một danh từ. Để mình xem điền từ gì cho hợp lý trong trường hợp này nhá. Tại Ấn Độ thì bỏng ngô
là một cái gì đấy rất là được yêu thích đối với ai cùng với một cái số lượng, với một con số rất là khổng lồ. Whopping là một con số rất là khổng lồ này, rất là một con số rất ấn tượng. 863 tấn bỏng ngô được tiêu thụ tại các rạp chiếu phim hay là các rạp hát vào năm 2022. Vậy thì cái bỏng ngô nó rất là phổ biến, nó rất được yêu thích đối với ai ạ? Vậy chỗ này mình cần tìm một danh từ, và cụ thể là danh từ chỉ người, đúng không? Ai sẽ là người tiêu thụ bỏng ngô khi mà đến rạp chiếu phim cả lớp? Đó chính là người đi xem phim, đúng không? Vậy thì đố cả lớp biết người đi xem phim là gì? Phim, hay là gọi là rạp chiếu phim thì không có từ cinema. Cái người đi, từ đi là gì đó mình nhỉ? Go, đúng không? Người đi thêm tiền thêm hậu tố gì ạ? Goer. Ok, vậy mình có cụm từ người đi xem phim sẽ là cinema goers. Easy. Và nhớ là phải thêm S cho cô nhá. Rồi tiếp theo, câu số 30. Mình có từ cần điền, đó là từ record. Là những cái bản là gì nhỉ? Kỷ lục, đúng không? Record là kỷ lục. Bộ phim Nhà Bà Nữ thì đã đạt được một cái gì đấy, một cái lợi nhuận. Profit, một cái lợi nhuận như thế nào đấy, với tổng doanh thu đó là 458 triệu trong một tháng sau khi mà nó được ra mắt vào tháng 1. Ok, vậy ở đây mình cần được một danh từ, một tính từ, bởi vì cô có từ profit là danh từ rồi mà. Vậy là trước nó phải là một tính từ, nói về lợi nhuận như thế nào ạ? Profit như thế nào? Kỷ lục, lợi nhuận đã vượt kỷ lục hoặc là phá kỷ lục, đúng không? Từ gì mang nghĩa là phá kỷ lục nhỉ? Mình vừa được làm xong, vừa được nhìn thấy trong cái bài đọc vừa nãy đấy. Đó chính là cụm từ record, breaking. Cụm từ break là phá vỡ, breaking, danh từ thôi, đúng không? Record breaking đó là kỷ lục, là một cái lợi nhuận mà phá vỡ kỷ lục. Ok, tiếp theo câu 31. Những người mà out of the box tức là những người mà suy nghĩ có sự sáng tạo ấy, sự có suy nghĩ mà sao vậy ạ, vượt trội, vượt bậc thì sẽ không có xu hướng như thế nào đấy. Cô có từ organize là tổ chức, nó có xu hướng như nào ạ? Mình cần một 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 tính từ ở đây, từ be mà, đúng không? Họ sẽ thường sắp xếp cái mục tiêu của bản thân họ và biết là họ muốn làm cái gì. Organize là sắp xếp, thì các bạn ở đây phải là một người có sự sắp xếp hay là một người không có sự sắp xếp? Chắc chắn nó phải là một người gì đấy, họ không phải những cái người này, họ không có xu hướng là disorganized, tức là họ không có xu hướng mà là thiếu sự sắp xếp, lộn xộn hay là vô tổ chức. Mình hiểu cái từ disorganized là vô tổ chức, không có sắp xếp. Ok, mà họ là một người rất là có sắp xếp, rất là có mục đích, có cái target của mình. Ok, tiếp theo câu số 32 với từ comedy, hài hước. Dàn diễn viên trong cái Planet, bộ phim Planet thì toàn là những người full, những người như thế nào đấy ạ? Những người thể hiện rất là gifted performers, những người thể hiện rất là tài năng. Ok, những diễn viên rất là tài năng giống như là Adam Sandler and Drew Barrymore. Vậy cô có từ gift ở đây có nghĩa là tài năng rồi, thì đằng trước một tính từ, đúng không, biết nó sẽ phải là loại từ gì? Nó sẽ phải là một trạng từ, cần một trạng từ để bổ sung thêm ý nghĩa cho cái từ gift này, tài năng. Tài năng như thế nào? Tài năng nhưng mà nó một cách đầy hài hước. Ok, chuyển cho cô từ comedy thành trạng từ như thế nào ạ? Comedy đang là danh từ, bây giờ các con sẽ chuyển từ danh từ sang tính từ cho cô, sẽ là gì nhỉ? Comedical, thêm ly vào sẽ là comedically, có tính hài hước. Ok, tiếp theo câu số 33, mình cần điền đang có từ romance. Romance là gì nhỉ? Lãng mạn, đúng không? Ở đây cô cần điền một loại từ gì đấy ạ? Flick là một các bộ phim thì biết ngay, đằng trước nó phải là một tính từ. Romance thôi, romance là tính danh từ, mình chuyển thành tính từ nó sẽ phải là gì? Romantic, so easy. Cô ấy nói về cái gì đấy ạ? Tình yêu ở trong in the air, tức là tình yêu ở ở khắp mọi mọi nơi, ở trong không khí, đúng không? Thì như tình yêu đã lan tỏa ở trên khắp mọi nơi khi mà thế giới đã chuẩn bị, thì là toàn bộ thế giới đã chuẩn bị tổ chức cái ngày lễ tình nhân, và các bộ phim thì và Netflix thì đã có một loạt các cái bộ phim rất là lãng mạn để ra mắt vào cái mùa lễ hội này, vào cái mùa này. Ok, tiếp theo câu số 34 mình có từ come,
là đến đúng không? Mình điền từ gì ở đây ạ? Cái cuốn sách mà heartwarming là đầy cảm động ấy thì đã truyền cảm hứng cho người đọc để có thể như thế nào đấy với những cái khó khăn trong cuộc sống. Vượt qua các khó khăn trong cuộc sống. Vậy đó biết từ gì? Như từ come mang nghĩa là vượt qua. Đó chính là từ come over. Ok. Hay là come overcome. Đó chính phải là overcome đúng không? Overcome có nghĩa là gì? Vượt qua. Ok, easy. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần sắp xếp lại câu, vẫn là bài writing. Nào bài này quá dễ luôn nha lớp mình nhá. Mình cái tips đầu tiên chúng ta làm bài này nó là gì ạ? Thấy từ là viết hoa, biết luôn là cái từ đầu tiên của cái câu này rồi đúng không? Không có từ this. This project, cái dự án này thì làm sao ạ? Đằng sau chủ ngữ là một động từ. Cái dự án này thì đó là nhiệm vụ làm gì đấy? Động từ khích lệ đúng không? Khích lệ những người trẻ. Khích lệ những người trẻ làm cái gì? Ok, câu có từ encourage. Đằng sau encourage sẽ cộng với một động từ ở dạng to verb. Ok, nhìn thấy ngay. Đâu? To verb ở đâu ạ? Đây, cô có một cụm từ là to verb đây. So easy. Vậy, khích lệ những người trẻ to talk about. Nói về cái gì? Vậy đằng sau cái từ about nó phải là một cụm danh từ. Alright? Là danh từ của chúng ta đó chính là nói về cái gì đấy? Những cái chủ đề rất là sensitive. Một cách openly, một cái chủ đề nó hơi nhạy cảm nhưng mà nói nó với một cái cách khá là cởi mở và and honestly và khá là chân thành. Được chưa? So easy. Tương tự như vậy, cách thư làm rất là dễ. Tiếp tục làm cho cô với câu số 36. Cô thấy có cái từ này. À đây chủ ngữ rồi, viết xuống luôn cho cô. Đó là gì đấy ạ? The book comprised những cái công ty những cuốn sách. Cái cuốn sách này thì comprise. Cuốn sách này thì đang bao gồm cái gì ạ? À bao gồm những cái câu chuyện inspirational story, những câu chuyện truyền cảm hứng. Cái mà that, cái mà làm sao thì đằng sau nó phải là một động từ đúng không? Cái mà giúp đỡ trong việc spread. Đây, help spread. Trong việc gì đấy ạ? Lan tỏa cái gì ạ? Lan tỏa niềm hạnh phúc và những hy vọng trong trên khắp xã hội. Ok, easy. Cô rất thích làm bài này luôn. Có bạn nào có thích làm cùng với cô? Raise your hand cho cô một cái. Ok, bài này rất là dễ đúng không? Còn bây giờ mình sẽ chuyển sang một bài dễ hơn. Đó là bài dạng bài viết lại câu. Ok, nào bài viết lại câu đầu tiên. Let's create a opinion poll. Mình sẽ cùng nhau tạo một cái bảng bạn đưa ra đánh giá, đưa ra cái quan điểm đúng không? Mình đây là một dạng đây là một cái loại câu đưa ra cái sự quan điểm. Sau đây là một câu gọi là đưa ra một cái sự đề xuất gợi ý, một cái idea của mình đúng không? Cùng làm một cái gì đấy đi. Ok. Ngoài việc mình sử dụng cái từ let's, mình còn có thể sử dụng với từ why not. Tại sao mình không làm cái này thì mình đưa ra một cái sự gợi ý. Ok. Và đằng sau why not thì các bạn đã để why not? Why not we create an opinion poll? Tại sao không chúng ta không tạo ra cái bản opinion poll này nhỉ? Ok, easy. Tiếp theo câu số 38. You better take this offer. Bạn nên. Cái từ này đây là you had better nha. Viết tắt của từ had, từ the này, you the better, tức là you had better. Bạn nên lấy cái offer này. Bố mẹ của tôi đã nói như vậy. Bây giờ bố mẹ của tôi khuyên. Cái từ should cái từ had better có phải bằng cái từ should không? Có phải là một lời khuyên không? Có đúng không? Vậy nên là bố mẹ của tôi khuyên tôi làm cái gì đấy. Mình có cụm từ đó là advise somebody cộng với to verb. Advise me to take that offer. Nhớ là con khi mà con chuyển từ câu gián tiếp sang câu trực chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp phải chuyển cho cô cái từ this thành từ that nhá. Tiếp theo câu số 39 ạ, cô có từ worsen. Cái tình huống này thì nó vẫn under control, nó vẫn ở trong cái sự kiểm soát. Vì vậy mà Red Cross đã không gửi đi một cái sự cấp cứu, một cái sự hỗ trợ về mặt medical đến cái quốc gia này. Hội chữ thập đỏ thì không có gửi đi cái sự hỗ trợ về mặt y tế, về mặt thuốc thang đến cái quốc gia này. Thế giờ mình sẽ viết nó, đây là một cái thực tế đúng không? Chúng ta giả định nó với một câu điều kiện. Bởi vì đây là một cái thực tế ở hiện tại. Chúng ta giả định nó, tức là nó sẽ phải là cái điều không có thật ở hiện tại. Vậy câu nào, câu điều kiện loại mấy sẽ là câu không có thật ở hiện tại lớp mình nhỉ? Đó chính là câu điều kiện loại 2 đúng không? Chúng ta bắt đầu nói với từ if là câu điều kiện loại 2.
Tuy nhiên trong câu này thì hơi challenge cho một xíu, đó là người ta đang sử dụng cái từ were. Thì đây là dấu hiệu của câu đảo ngữ với câu điều kiện loại 2. Thì chúng ta nhìn lên vào, đây là cách viết của câu điều kiện loại 2 đảo ngữ nhá. Nên sẽ có were, các bạn coi từ were này nó như là một cái từ if thôi, là nếu như cái tình huống này trở nên xấu hơn, người ta cho cái từ were đúng không, xấu hơn, thì cái hội chữ thập đỏ sẽ gửi cái sự hỗ trợ này đến quốc gia đó. Thực tế là nó vẫn đang làm sao đây, vẫn đang tốt, nó vẫn đang trong cái sự kiểm soát. Thế nên là bây giờ mình đảo ngược lại là nếu như cái tình huống này trở nên xấu hơn, thì cô lại, các bạn thấy cô có một cái cách viết với câu đảo ngữ, đó là con đảo cho cô cái từ were lên, từ were bốn nhớ là phải were này nhá, were, rồi đến chủ ngữ, sau đó cộng với từ to và verb, cùng từ verb đây là từ worsen, verb động từ. Ok, còn đằng sau các bạn viết như là một câu bình thường, như là một cái mệnh đề chính của câu điều kiện loại 2 thôi, easy. Ok, và câu cuối cùng, câu số 40, leave now, rời đi ngay bây giờ, hay là tôi sẽ gọi cho security guard, tôi sẽ gọi cho bên gọi là bảo vệ đấy, bên an ninh. Người quản lý đã nói với nhân viên của anh ấy. Bây giờ mình sẽ chuyển câu này về từ unless, câu điều kiện. Ok, bây giờ người quản lý đã đe dọa, threaten, sau threaten có two verb đúng không, threaten to call the security guards, sẽ đe dọa gọi cho cảnh sát, gọi cho bên an ninh, trừ khi người nhân viên của anh ấy rời đi. Ok, unless his employee left then. Ok, câu này rất là dễ, được chưa? Rồi bây giờ, trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay ở đây, các con sẽ cùng nhau nhìn lại với cô về cách sử dụng câu điều kiện ở dạng đảo ngữ. Nãy chúng ta có thấy cấu trúc, cô nhắc đến với các bạn đó là câu điều kiện loại 2, đúng không? Là các con sẽ đảo, đảo bình thường sẽ làm từ if, đúng không? Bây giờ các con đảo thì sẽ là đảo cái gì lên ạ? Trong câu đảo ngữ, các bạn đảo cái câu từ were. Were cộng với chủ ngữ, cộng với to, cộng với verb. Đằng sau các bạn viết như bình thường, viết như là một mệnh đề chính của câu điều kiện loại 2. Ok, bây giờ mình thấy còn với câu điều kiện loại 1 thì sao? Đảo mỗi loại 1, các bạn sẽ đảo cho cô từ should lên. Loại 1 đảo should, loại 2 đảo were. Còn loại 3, các bạn đảo cái gì đây ạ? Đảo từ had. Và cấu trúc của nó sẽ là had cộng với chủ ngữ, cộng với verb phân từ 2. Và đằng sau mệnh đề chính mà các bạn biết vẫn như câu điều kiện bình thường. Ok, nhanh chóng hoặc là tranh thủ check các bài của cô ba cấu trúc của câu đảo ngữ như thế này. Và mình sẽ có thể đặt cho cô, với mỗi một cấu trúc như này, các bạn có thể đặt cho cô một câu ví dụ ở bên dưới và có thể comment xuống dưới video này để cho cả lớp cũng như là cô Thảo có thể biết được các con đã có thể ứng dụng cái phần câu điều kiện đảo ngữ này như thế nào nhá. Và tất nhiên không chỉ ôn tập về câu điều kiện đảo ngữ mà chúng ta sẽ cần phải xem lại cho cô những kiến thức trong bài test ngày hôm nay. Thông qua bài test này chúng ta có thể ôn tập cũng như học thêm những kiến thức mới nào thông qua cái bài tập này, thì chúng ta sẽ tranh thủ xem lại cái phần ghi chép của mình và nhớ trong quá trình học có từ nào mới là phải dừng video lại và nhanh chóng ghi chép vào giúp cô nhá. Để làm sao để mình có thể ghi nhớ bài tốt hơn và có thể sử dụng nó trong những bài học tiếp theo. Ok, và bài test đầu tiên của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong bài test số 2. Thank you so much and goodbye. Thank you.